Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Các bạn thân mến, trong những năm gần đây, mô hình nuôi cá rô phi đơn tính đực đang được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước. Đây là loài cá thương phẩm, được thị trường ưa chuộng và có đầu ra ổn định. Nói đến cá rô phi đơn tính, ai cũng rất quen thuộc, nhưng ít người biết về cá rô phi đơn tính là như thế nào. Ngay sau đây, Dr. Vet sẽ tìm hiểu cùng các bạn để biết rõ hơn về loài cá này qua video sau. Cá rô phi là một loài cá rất đặc biệt, có nguồn gốc từ châu Phi. Đây là một trong những loài cá được đưa vào nuôi đầu tiên trên thế giới. Đến nay, nghề nuôi cá rô phi đang phát triển mạnh mẽ, mở ra quy mô công nghiệp ở nhiều nước trên thế giới. Vậy cá rô phi đơn tính là gì? Cá rô phi đơn tính là cá chỉ có một giới tính, hoặc đực hoặc cái. Thông thường, thuật ngữ cá rô phi đơn tính chỉ cá rô phi toàn đực, không có hoặc rất ít con cái. Cá rô phi đơn tính có thân hình màu hơi tím, vảy sáng bóng, có 9 đến 12 sọc đậm song song nhau từ lưng xuống bụng. Vi đuôi có màu sọc đen song song từ phía trên xuống phía dưới và phân bố khắp vi đuôi. Vi lưng có những sọc trắng và song song trong lền xám đen. Viền vi lưng và vi đuôi có màu hồng nhạt. Cá rô phi đơn tính được nuôi trong ao, đầm, lồng. Nuôi chỉ toàn đực nên chúng phát triển rất đồng đều, không mất thời gian cho việc sinh sản. Do đó, năng suất cá rô phi sẽ vượt trội, chất lượng, đồng thời đạt hiệu quả kinh tế cao. Tại sao phải nuôi cá rô phi đơn tính? Sau một thời gian quan sát, người nuôi cá nhận thấy rằng cá rô phi đực luôn lớn nhanh hơn cá rô phi cái do chất dinh dưỡng hấp thu được chúng để dành để tăng trưởng, trong khi cá cái lại sử dụng cho quá trình sinh sản, mang trứng, ấp trứng. Hơn nữa, trong quá trình ấp trứng, cá rô phi cái còn nhịn ăn nên chất lượng thịt của chúng bị ảnh hưởng ít nhiều. Ai cũng biết cá rô phi là loài sinh sản rất nhiều trong năm. Do không dùng dinh dưỡng trong quá trình nuôi sinh sản nên nuôi cá rô phi đơn tính đực sẽ cho đàn cá rô phi có kích thước đồng đều, năng suất vượt trội và chất lượng thịt thơm ngon. Vậy tại sao thả cá rô phi đơn tính nhưng chúng vẫn đẻ? Có hai phương pháp phổ biến để chuyển giới cá rô phi, đó là dùng hormone và phương pháp di truyền. Tuy nhiên, hai phương pháp này đều có tỷ lệ thành công chỉ khoảng 95%, chứ không thể tuyệt đối. Nên việc thả cá rô phi đơn tính vẫn đẻ là chuyện rất bình thường. Lý do chủ yếu do có nhiều thao tác kỹ thuật chuyển giới không thể đảm bảo. Tính chuyên môn và chính xác đòi hỏi cao, thời điểm đưa hormone vào, phương pháp xử lý trứng cá và yếu tố môi trường có thể ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuyển giới. Do vậy, không thể nào đạt tỷ lệ thành công 100% được. Tỷ lệ cá cái còn sót lại thường là 1-5%, một số ít sẽ bị vô sinh, số còn lại vẫn có khả năng sinh sản bình thường. Vì vậy, ở điều kiện khí hậu ấm áp, chỉ sau 3 tháng là chúng có thể đẻ. Tất nhiên, số lượng cá rô phi con này không đáng là bao so với số lượng cá thịt. Cần lưu ý là cá rô phi đơn tính đực tăng trọng nhanh hơn cá rô phi cái từ tháng thứ tư trở đi. Vậy nên, nuôi cá thịt có kích cỡ lớn từ 400g trở lên sẽ có năng suất cao hơn, tỷ lệ thịt lớn hơn. Cá rô phi là một trong những loài cá được nuôi phổ biến nhất và được nhiều người yêu thích bởi giá thành rẻ cũng như hương vị thơm ngon. Trước đây, người ta cho rằng cá rô phi vừa nhỏ, vừa nhiều xương cứng nên chúng chỉ là loại cá của người nghèo. Nhưng nay, cá rô phi đang dần thay đổi quan niệm đó. Với chất thịt cá rô phi có vị ngọt, bùi, trong thịt cá rô phi giàu khoáng, ít mỡ, lượng đạm vừa phải, tính bình, không độc, có tác dụng bồi bổ cơ thể. Trong cá rô phi chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Cá rô phi, nhất là cá rô phi đơn tính, là loài mau lớn, dễ nuôi lại ít bệnh. Thông thường được nuôi ghép với nhiều loại cá khác nhau để tận dụng nguồn thức ăn, tăng hiệu quả kinh tế cho người nuôi. Mặc dù vậy, cũng có nhiều điểm khiến các bạn phải cần lưu ý như sau. Thứ nhất, chọn con giống khỏe mạnh, không mang mầm bệnh. Lựa chọn những cơ sở uy tín, tỷ lệ đực sẽ cao và đảm bảo cho vụ nuôi. Nguồn nước cấp cho nuôi cá sạch, không bị ô nhiễm. Nguồn nước chưa đảm bảo, cần được phải xử lý bằng Abenacid 800. Sử dụng thức ăn không mang mầm bệnh, không dùng các loại thức ăn đã bị mốc, kém chất lượng hoặc các loại thực vật lấy ở vùng nước có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Tiêu diệt các tác nhân gây bệnh có sẵn ở trong ao nuôi. Trong công tác dọn ao trước khi thả cá, thực hiện tốt khâu chuẩn bị ao nuôi. Trong quá trình nuôi, việc quản lý các yếu tố môi trường thích hợp và ổn định hết sức quan trọng. Thường xuyên theo dõi các yếu tố chất lượng nước như oxy hòa tan, pH, H2S và sự thay đổi đột ngột của môi trường để đảm bảo xử lý kịp thời. Định kỳ sát trùng ao nuôi với Abenacid 800, diệt trừ vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh cho cá. Trong quá trình nuôi, phải luôn chú ý quan sát tình trạng hoạt động của cá, nhất là hai thời điểm sáng là 4 đến 6 giờ, chiều 14 đến 16 giờ để phát hiện sớm những biểu hiện bất thường của cá, đưa ra hướng xử lý nhanh chóng và hiệu quả. Ở giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi đột ngột dễ làm cho cá bị stress, tác nhân gây bệnh có điều kiện phát triển và xâm nhập vào vật nuôi. Lên phòng bệnh bằng kháng sinh cho cá, các bạn có thể tham khảo sản phẩm Aegisin 500S hoặc sản phẩm Aocilin 200S, đồng thời bổ sung Avitacemax hoặc Agludec.
cùng với B-Pharma trộn vào thức ăn cho cá liên tục 7 đến 10 ngày giúp tăng sức đề kháng, giảm stress cho cá phát triển tốt hơn. Trên đây, Dr. Vet vừa cùng các bạn giải đáp về cá rô phi đơn tính là gì. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho các bạn có thêm kiến thức bổ sung trong chăn nuôi thủy sản. Mọi thắc mắc hay tư vấn, các bạn có thể liên hệ đến số hotline của kênh Dr. Vet. Đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh Dr. Vet để có thêm nhiều kiến thức bổ ích về thủy sản hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chuyên đề tiếp theo.